Hi, welcome back English 8 for Unit 14, page 104. Các em sẽ làm bài test cho bài số 14 của sách bài tập tiếng Anh lớp 8 của tác giả Mai Lan Hương nha. Trang 104. Đầu tiên, choose the word that has the underlined past pronoun differently from that of the other. Các em sẽ chọn những từ được gạch chân có phần phát âm khác với những từ còn lại. Thứ nhất, chúng ta cùng đọc và cùng khoanh đáp án nè. Coral, âm O. Tower, âm L. Hai chữ đã khác nhau rồi đó. Board, âm O. Honor, âm O. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Tower, âm L nhé. Còn mấy cái âm O. Number 2, famous, âm E. Straight, âm E. Straight, âm E. Turret, âm U. Âm ua, vậy cái này khác luôn, cô chọn luôn nhé. Century, âm ơ, âm t-t-ry ha. Rồi câu number 3. Hour. Hour, chữ h bị câm các em. Cô chỉ đọc là hour, chữ h bị câm ha. Honor, chữ h cũng bị câm. Honest, chữ h cũng bị câm. Honest. How, chữ h còn ha. Vậy mình chọn đáp án là câu đi. Empire. Empire. Empire, âm I. Pyre, âm I. Bridge, âm E. Liberty, âm E. Pyramid, âm E. Vậy chúng ta đáp án sẽ là câu A. Empire, âm I. Câu số 5, number 5. Cave, âm A. Statue, âm A. Bẹt, âm A, E đó các em, âm A bẹt đó. Cái chữ này nè. Câu C, bay, âm A. Ancient, cũng là âm A luôn. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu B ha. Statue, âm A, bad. My bad. Phần 2 là mã. Choose the correct words or phrases to fill in the blanks. Các em sẽ chọn những từ đúng hoặc là những cụm từ để điền vào chỗ trống. I must go now. Tôi phải đi bây giờ. I promise not to be late. Các em biết vì sao mình chọn not to be late không? Promise cộng với to infinity hoặc là promise cộng với tức là hứa, hứa sẽ làm gì sẽ cộng với thì ở tương lai đúng không? Tuy nhiên nếu mà đã tường thuật lại tôi đã hứa thì tức là đã tường thuật lại rồi. Các em để ý này, chỗ này là ở quá khứ tức là động từ tường thuật rồi, tôi đã hứa, hứa cái gì đó ha, thì tức là mình sẽ lùi thì. Vậy cho nên chỗ này người ta dùng thì tương lai thì sẽ là sai. Thứ nhất sai chỗ này cái đã. Thứ hai, promise cộng với to infinity thì ở đây có thêm not. Nếu not, nó sẽ đứng trước to infinity ha, cho nên nó sẽ là not to be chứ không thể nào là to not be được ha. Còn cái này thì chắc chắn là sai rồi, cái này cũng sai luôn. Câu số 2, Tom his hand when he was cooking the dinner. Tom đã làm mỏng tay của mình khi mà anh ấy đang nấu bữa tối. Là một hành động cắt ngang một hành động khác đang diễn ra, mình sẽ chia thì quá khứ đơn. Hành động cắt ngang mình chia thì quá khứ đơn. Hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn. Chính là việc đang nấu bữa tối. Chính là việc đang nấu bữa tối đang diễn ra. Và việc Tom làm mỏng tay của mình thì là việc cắt ngang chia thì quá khứ đơn. Cột 2, burnt, làm mỏng. Còn đây cột 1 của nó là burns, không có s ha. Nếu như mà chia chỗ này thì là đơn thì Tom số ít cho nên thành thêm s. Nhưng mà thật ra đây mình chia thì quá khứ đơn nha. Number 3, câu số 3 nè. She asked me a driving license. Cô ấy hỏi tôi có bằng lái xe hay không. Cái này là tường thuật câu hỏi. Tường thuật câu hỏi tôi có bằng lái xe hay không. Câu hỏi yes, no. Các em cũng để ý chứ những đáp án người ta có if, whether. If, whether là tường thuật câu hỏi mượn if, whether để làm cái từ chuyển tiếp rồi. If hoặc whether gì đều được. Nhưng quan trọng là sau if hoặc là whether mình sẽ tới chủ ngữ. Ồ thì tất cả đều là chủ ngữ I rồi, cũng đúng trật tự rồi. Tới động từ, cô nói rất nhiều lần đó là động từ trong câu được tường thuật. Các em sẽ phải ở, nó sẽ phải được chia ở thời quá khứ. Chỉ trừ khi nó là sự thật hiển nhiên thì mình mới để nguyên nó ở hiện tại. Hoặc là cái động từ dẫn, cái động từ tường thuật á, cái động từ này này. Ví dụ động từ ắt này này, ở hiện tại thì chúng ta cũng không cần phải lùi thì. Nhưng cái động từ này đã ở quá khứ, vậy thì cái mệnh đề được tường thuật phía sau phải lùi thì. Đã lùi thì chắc chắn sẽ không có ở hiện tại hoặc là tương lai các em ha. Vậy mình sẽ chọn là header.
Ở trong này chỉ có một cái động từ, một cái chữ này là ở thì quá khứ thôi, quá khứ đơn, còn này ở hiện tại hoàn thành, hiện tại đơn ha. Vậy đáp án là câu C. Number 4, have you decided where for your holidays? Bạn đã quyết định nơi nào để đi chưa? Các em có một cái điểm ngữ pháp ở đây là từ để hỏi where. Các em cộng với to infinity, cho nên cô sẽ cộng cho đáp án là câu B, to go. Number 5, câu số 5. The pyramid of Cheops, it one of the seven. Cái kim tự tháp của ông vua Cheops á, là một trong 7 cái kỳ quan của thế giới. Kỳ quan là wonders. Wonders. Và chữ wonder này có S nhá. One of, một trong số. Một trong số thì có nghĩa là số đó là số nhiều đúng không em? Nó chỉ là một trong số đó thôi. Số đó là số nhiều. Số kỳ quan, một trong số những kỳ quan. Và những kỳ quan thì rõ ràng nó phải ở số nhiều rồi. Wonders ha. Và chúng ta biết nó là kỳ quan. Tại sao không chọn pyramids? Một trong những kim tự tháp. No. Trên thế giới không có nhiều kim tự tháp như vậy đâu ha. Temples, đền thờ, Thammuz, những cái điểm nổi tiếng gì đó. Thì cái này người ta gọi nó là wonders, kỳ quan của thế giới. Ok. Number 6. Six, my father youth. Cha tôi đã từng ở lại hút thuốc nhiều, but now he stopped. Nhưng bây giờ ông ấy đã nghỉ thuốc rồi, ngưng hút thuốc rồi. Đã từng làm gì trong quá khứ sẽ là you do cộng với động từ nguyên mẫu. You do cộng với động từ nguyên mẫu, cho nên chúng ta có đáp án hai đáp án A hoặc là C. Thứ nhất hai đáp án A hoặc C. To smoke, you to smoke là đã từng hút thuốc a lot nhiều. But now he stopped, nhưng mà mới bây giờ đã ngừng rồi. Stop, sau chữ stop các em có hai hình thức động từ, đó là to infinity, ngừng lại tạm thời để làm việc gì đó. Và stop cộng với động từ thêm in là ngừng hẳn việc đó. Vậy ở đây ngừng hẳn việc hút thuốc đúng không? Cho nên sẽ là cộng với động từ thêm in. Và đáp án của chúng ta sẽ là câu A. To smoke, ngừng hút, đã từng hút thuốc nhiều. Và bây giờ nó đã ngừng hẳn việc hút thuốc rồi. Ok. Number 7. Câu số 7. They had their luggage. Ở đây các em sẽ lưu ý cho cô cấu trúc nhờ vả. Họ had cấu trúc nhờ vả. Trước đây cô đã từng nhắc qua với các em rồi. Nó có hai cái động từ, ba cái động từ của cấu trúc nhờ vả ha. Cô sẽ nhắc lại, cô nhắc lại ở bên chỗ này đây, đó là chính là động từ have. Have thì các em có thể thấy ở đây người ta header là quá khứ của động từ have luôn nha, nên cô chỉ ghi ở động từ nguyên mẫu thôi. Nếu have mà cộng với trong ngữ chỉ người thì các em sẽ, sau đó các em sẽ cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu không tu, nguyên mẫu nha, verb infinity. Và nếu như have cộng với tân ngữ chỉ vật thì các em sẽ cộng với động từ ở V3, cột thứ ba, hoặc là thêm ED. Giờ so sánh vào đây luôn thì các em sẽ thấy have, header, đây tân ngữ, their luggage, đó là hành lý của họ. Tân ngữ đây chỉ vật đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn là cột 3 hoặc là thêm ED. Vậy chính là đáp án là câu D. Cái thứ hai nữa đó chính là cái động từ ask hoặc là get. Hai cái này giống nhau cho nên cô ghi để cùng một cột. Nếu tân ngữ chỉ người thì các em sẽ cộng với to infinity, và tân ngữ chỉ vật thì các em cộng với động từ ở cột thứ ba. Cột thứ ba hoặc là thêm ED. Đó. Thì cái này chúng ta xác định động từ này là động từ have rồi. Động từ header là quá khứ của have, thì chúng ta chọn cái giải pháp ở trên này ha, cái cấu trúc này chỉ vật. Câu số 8. In order to keep fit, để mà giữ cái sức khỏe, keep fit cân đối cơ thể gì đó, we should do exercise, chúng ta nên tập thể dục một cách đều đặn, regularly. Should do exercise, động từ do này, should do, động từ do này động từ thường, cho nên chúng ta sẽ chọn trạng từ làm cái gì đó như thế nào ha, regularly, một cách đều đặn. Number 9, many people, nhiều người, that there were other wonders, rằng có những cái tài nguyên, sorry, những cái kỳ quan khác, which the ancient Greek knew nothing about, cái mà những người Hy Lạp cổ xưa không có biết về nó. Khẳng định, claim, nhiều người cho rằng, khẳng định rằng, cho rằng, khẳng định rằng, claim, cho rằng, khẳng định rằng, tuyên bố rằng. Blame là đổ lỗi, wonder là tự hỏi, stress đề nghị gợi ý ha, và trong này claim là cho rằng, nó phù hợp nhất. Number 10, she is always asking me if the Great Wall of China. Nhiều người thường hỏi tôi liệu rằng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.
One of the wonders of the world có phải là một trong những kỳ quan của thế giới hay không? À, người ta hỏi cái điều này đó là sự thật hiển nhiên. Nó là kỳ quan của thế giới. Cô chọn động từ is. Các em để ý cái này là câu tường thuật. Câu hỏi. Chủ ngữ là the Great Wall of China. Xong rồi sẽ tới động từ đúng không các em? Is hoặc was hoặc will be hoặc has been. Thì vạn lý trường thành này là kỳ quan và một trong những kỳ quan của thế giới. Nó là sự thật hiện tại, ở hiện tại cho nên không cần lùi thì. À, chúng ta chọn động đáp án là động từ to be is. Hoặc một cái nữa đó chính là CEO was asking me. Cái người này đang tường thuật lại nhưng mà đang giống như đang nói ở hiện tại ha. Tức là chuyện này vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại. Cho nên chúng ta cũng không cần phải lùi thì. Ok, xong bằng hai la mã, phần ba la mã chúng ta sẽ làm sau nè. Goodbye các bạn.